Xin kính chào quý bà con. Hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2021, kênh Nhà Nông Miền Tây chuyên mục giá cả thị trường nông sản xin cập nhật giá thực phẩm rau củ quả cho quý bà con tham khảo. Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 19 tháng 6 tại các tỉnh miền Tây quay đầu giảm giá nhẹ sau khi tăng nhẹ vào ngày hôm qua. Giá trứng tăng và một số mặt hàng thủy sản cũng nhích tăng. Tại các tỉnh miền Tây, giá rau củ quả cũng quay đầu giảm. Rau xà lách 13.000 đồng giảm 2.000 đồng trên kg, rau muống 12.000 đồng trên kg giảm 2.000 đồng trên kg, rau mùng tơi 15.000 đồng trên kg giảm 1.000 đồng trên kg so với ngày hôm qua, hành lá 20.000 đồng trên kg giảm 2.000 đồng trên kg, đậu ve 13.000 đồng trên kg giảm 2.000 đồng trên kg, đậu rũa 13.000 đồng trên kg giảm 2.000 đồng trên kg, cải thề 12.000 đồng trên kg giảm 2.000 đồng trên kg, rau muống 12.000 đồng giảm 2.000 đồng trên kg, ớt 20.000 đồng trên kg giảm 6.000 đồng trên kg. Giá thủy hải sản có một số mặt hàng tăng nhẹ. Cá lóc 15.000 đồng trên kg tăng nhẹ 2.000 đồng trên kg so với những ngày trước. Cá hải nạc 38.000 đồng trên kg. Cá tra thịt trắng giá 34.000 đồng trên kg. Tôm càng xanh 240.000 đồng trên kg tăng. Cá rô phi 32.000 đồng trên kg. Cá điều hồng 45.000 đồng trên kg tăng nhẹ 2.000 đồng trên kg. Lươn loại 1 giá 240.000 đồng trên kg. Lươn loại 2 giá 180.000 đồng trên kg. Ếch nuôi giá 55.000 đồng trên kg. Giá heo hơi giữ ổn định 68.070.000 đồng trên kg. Giá vịt hơi 54.000 đồng trên kg. Gà hơi gà công nghiệp 55.060.000 đồng trên kg. Giá trứng tăng nhẹ, trứng gà công nghiệp 2.600 đồng trên trứng tăng 100 đồng một trứng. Trứng vịt 2.700 đồng trên trứng tăng 100 đồng trên trứng. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn.